Chào toàn thể anh em, thì trong clip này tôi sẽ test cho anh em hai phần mềm, đó là phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS tin nhắn tổng đài và phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Đấy, thì đồng thời tôi cũng giới thiệu luôn cho anh em cách sử dụng phần mềm anh em nhé. Thì trước tiên tôi sẽ bật cái đồ chạy dây này để đảm bảo trong khi test này video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ gắn một cái nội dung tin nhắn đến anh em nhé. Đây là SMS tin nhắn tổng đài. Rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp cho anh em tới cái độ chính xác của nó anh em nhé. Đấy anh em này. Đấy, bây giờ tôi sẽ sửa cái nội dung tin nhắn thành con khác anh em nhé. Đấy, 1001 thành 1989 anh em nhé. Đấy, phần mềm này cực kỳ là chính xác. Đấy. Thì sau đây tôi sẽ test cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo anh em nhé. Đấy, thì cái cách sử dụng nó cực kỳ đơn giản thôi. Đấy, bây giờ tôi sẽ test cho anh em với phần mềm chỉnh sửa Zalo. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ ghi một nội dung anh em nhé. Tôi ghi ở lô này 33 anh em nhé, 44 55 nhân 1000 điểm anh em nhé. Đề 66 anh em nhé. Đấy, tôi sẽ ghi những con số liền nhau. 6 nhân 1 triệu anh em nhé. 1 triệu này. Anh em này. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ gửi sang máy chủ lô anh em nhé. Ok, thì bên máy chủ lô đã nhận được tin nhắn này anh em nhé. Ok anh em này. Đấy. Anh em chú ý tôi cái mốc thời gian này là 29 tháng 8 2020 anh em nhé. Đấy, máy nó hơi mờ, 28 tháng 9 2020 này. Đấy, thì thông thường anh em nhé, đấy, thông thường chủ lô họ sẽ copy và ok lại này, copy ok này. Đấy. Ok lại anh em này. Bây giờ tôi sẽ gửi sang cái máy của phần mềm của mình anh em nhé. Thì chủ lô họ sẽ copy và ok lại, gửi sang này. Đấy, tôi sẽ cho anh em xem lại là cái nội dung đấy, trước khi chưa chỉnh sửa anh em này. Cả Ngố và Vĩnh Trong này. Đấy, vào lúc là 29 tháng 8 2020 vào lúc 8 giờ 56 anh em nhé, 8 giờ 56 hôm nay này, giờ anh em này. Đấy. Thời gian này anh em chú ý tôi mốc thời gian này. Đấy, gửi đi vào lúc 8 giờ 56 phút. Đấy, họ ok lại là 8 giờ 57 anh em nhé. Đấy, cực. Đấy. Thì tôi sẽ để đây một vài phút sau anh em nhé, tôi chỉnh sửa để cho anh em thấy cái độ chính xác của nó anh em nhé. Thì cái phần mềm này, cái cách thức sử dụng nó cực kỳ đơn giản đấy, thì chúng tôi có thể là cài đặt vào tất cả những cái dòng điện thoại anh em nhé, ví dụ như Samsung, iPhone, Oppo, chúng tôi đều có thể là cài đặt phần mềm được hết cho anh em. Thì khi cài phần mềm anh em, ví dụ anh em chỉnh sửa tin nhắn SMS thì anh em áp cái số điện thoại của người muốn chỉnh sửa vào. Đấy. Ví dụ anh em muốn chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo thì anh em áp cái Zalo của họ vào. Đấy, rồi anh em gửi đi. Đấy. Rồi một thời gian sau, ví dụ như 1 tiếng hay 2 tiếng sau, hoặc cái thời gian sau anh em muốn chỉnh sửa, anh em vào lại phần mềm. Đấy. Và anh em thay đổi cái con số mong muốn và gửi, thì bên máy của bên đối phương sẽ tự động thay đổi con số. Mà cái lưu ý cho anh em cái giờ đấy, nó không thay đổi anh em nhé. Bây giờ là 4 phút 07, thì tôi để thành 5 phút để tôi chỉnh sửa để cho anh em thấy cái độ chính xác của nó anh em nhé. Thì anh em nào có nhu cầu về phần mềm thì anh em qua trực tiếp cơ sở, chúng tôi có 2 cơ sở khu vực miền Nam, anh em qua bến xe miền Đông anh em vào trực tiếp cơ sở cài đặt phần mềm. Đấy, với khu vực miền Bắc thì anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình anh em vào trực tiếp cơ sở anh em cài đặt phần mềm anh em nhé. Đấy, với anh em bên nước ngoài
anh em không về được thì chúng tôi có thể là cài đặt trực tiếp vào máy cho anh em. Đấy, cài đặt xong ok, anh em mới phải chuyển phí anh em nhé. Bây giờ là 4 phút 46 giây. Đấy, tôi sẽ để thành 5 phút, qua 5 phút để tôi sẽ chỉnh sửa để cho anh em thấy đấy, con số thay đổi, thời gian không thay đổi anh em nhé. Đấy, đã qua 5 phút rồi anh em nhé. Đấy, tôi để cho nhảy 2-3 giây. Thì cái cách thức sử dụng thì cực kỳ đơn giản, anh em chỉ cần vào phần mềm mà chúng tôi cài đặt cho anh em. Đấy, anh em vào phần mềm này, anh em chú ý nhé, bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Đấy, bên máy chủ lưu là không sáng đèn, không gì anh em nhé. Đấy, ok. Đấy, tôi đã chỉnh sửa xong. Thì quan trọng bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra để cho anh em thấy con số thay đổi, thời gian không thay đổi anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ mở Zalo ra anh em nhé. Mở Zalo này. Bây giờ tôi sẽ cho anh em xem này. Nick là Cả Ngố và Vinh Thường này anh em này. Đấy, thời gian, ngày giờ là 8:56 hôm nay này, và 8:56 ngày 29 tháng 8 2020 này. Đấy, thời gian gửi đi là 8:56. Đấy, thời gian copy gửi lại là 8:57 anh em nhé. Đấy, luôn 4334455 đề 66 đã chuyển thành là 717273 anh em này. Thì với phần mềm công nghệ này thì anh em sử dụng, anh em chơi lô đề thì đảm bảo cho anh em là anh em có sân chơi, là anh em sẽ giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhé. Đấy, nick Zalo anh em này, con số đã thay đổi này, thời gian vẫn giữ nguyên này anh em này. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em hai phần mềm, đó là phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài, và phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Thì anh em có nhu cầu anh em cứ gọi điện trực tiếp vào số 0967554 anh em nhé. Thì trung tâm chúng tôi dùng với số điện thoại duy nhất 0967554 anh em nhé. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.